Kính chào quý vị, hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức hội thảo đối thoại doanh nghiệp Pháp Việt với chủ đề tương tác đa chiều chuyên nghiệp. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ các dự án của Hiệp hội các trường đại học Pháp ngữ AUF với mục tiêu liên kết doanh nghiệp, phát triển tư duy nghề nghiệp cho sinh viên. Sự kiện quy tụ gần 150 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Pháp tham gia. Với chủ đề tăng cường tương tác đa chiều chuyên nghiệp thông qua đối thoại giữa trường đại học và doanh nghiệp, hội thảo đã đánh giá tổng quan nguồn nhân lực, ngành nghề đào tạo, công tác giáo dục, nhu cầu thị trường lao động và các kỹ năng cần thiết đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Với sự đồng hành của Hiệp hội các trường đại học Pháp ngữ AUF, dự án này hướng đến mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp của giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu thị trường và giúp sinh viên kết nối với mạng lưới doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thông qua buổi hội thảo hôm nay, tôi mong rằng các bạn sinh viên hãy luôn đặt câu hỏi, tìm hiểu lịch sử, có dự án của bản thân, thể hiện, chia sẻ lý tưởng của mình. Đây chính là hành trang tuyệt vời để các bạn thành công khi ra trường. Trước đây thì chúng ta đặt rất là nặng kiến thức, nhưng mà thật ra là hiện nay cái kỹ năng và thái độ mới là cái quan trọng. Và kỹ năng thái độ nó chỉ có học được bằng thực tế. Thì bây giờ là cái giai đoạn cần phải tương tác rất là mạnh giữa sinh viên và các doanh nghiệp, giữa sinh viên và giảng viên và giữa giảng viên với doanh nghiệp nữa. Tại vì giảng viên cũng phải hiểu rằng là doanh nghiệp họ đang cần cái gì để mà dạy cho các em. Trường Đại học Văn Lang là thành viên đại học ngoài công lập đầu tiên của tổ chức Đại học Cộng đồng Pháp ngữ AUF. Năm 2009, chương trình đào tạo các ngành du lịch của Văn Lang được chính thức công nhận tương đương với chương trình đại học Bergman để triển khai hợp tác đào tạo hai bằng đại học với khóa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên vào năm 2014.